Sau đó tôi xin chào tất cả các bác đam mê sắm lễ trên toàn quốc nha. Hôm nay có một hàng siêu phẩm siêu VIP giới thiệu đến toàn thể các bác. Thì trước khi đi chi tiết về cái dòng lưới siêu phẩm này thì em xin nói qua về cách thức mua bán giao dịch. Khi các bác mua hàng sẽ được nhận hàng, kiểm tra hàng và phải thanh toán nhá. Thì sau đây em sẽ đi chi tiết về cái dòng lưới siêu phẩm này cho các bác xem. Như trước mắt các bác nhìn thấy đây, đây là một dòng lưới mắt 10 phân, sợi cước 21, chiều cao là 75 mặt. Hàng thì 4 dây 3 túi, bao túi sâu, bao chất lượng cho các bác. Hàng này 100% của nó là hàng sợi cước sinh pha ánh tím các bác. Toàn bộ biên chân của nó, biên chân, biên trên của nó đều là đi đôi hai sợi nha các bác nhá. Toàn bộ đi đôi hai sợi này. Hàng bao chất lượng, bảo hành 100 mắt, hầu như không chạy một mắt luôn. Xin nói cho các bác thấy hàng cực chất luôn. Hàng này chuyên dụng cho các bác này, đánh gà đồng này, đánh vạc này, đánh sâm này, đánh chích cổ này, hàng bao chất lượng cho các bác luôn. Hàng cực kỳ đẹp, tùng túi cực kỳ sâu nha các bác, an tâm nhá. Khi chim vào nhá, sâu xuống 7-80 phân luôn, không thể nào trèo được đâu nên các bác an tâm. Đấy, hàng này nó là hàng sinh pha các bác nhá. Có chiều dài của lưới là nhà em đã thắt là có 50m, 100m, 33m, nhà em nhận làm theo yêu cầu của các bác. Đây là dòng lưới này là em đang thắt là 100m một tay đây. Hàng bao chất lượng, bao túi sâu, bao tùng túi, bao thịt nhiều cho các bác luôn. Hàng này các bác mà đánh gà trống nhá thì bao chất luôn. Đây em thử độ sâu của tùng túi cho các bác xem nhá. Đây em thả giường thứ hai này. Đấy các bác thấy không, thả giường thứ hai mà nó xuống hẳn giường một luôn, tùng túi cực sâu nhá. Còn cái giường cuối cùng này nhá các bác nhá, giường cuối cùng này em thả vắt là xuống đất luôn này. Các bác thấy không, tùng túi cực kỳ sâu. Đây em đo cho các bác xem này, 20 này, 40 này, 60 này, gần 80 phân các bạn, gần 80 phân túi, tùng túi bao sâu bao xịn sò luôn, hàng bao chất bao đẹp. Đây em sẽ quay gần cho các bác xem cái sợi cước nhá các bác nhá. Đây là sợi cước biên của nó, toàn bộ đi biên hai sợi này các bác này. Đấy các bác nhìn thấy chưa, đây là đi hai sợi hết nhá các bác nhá. Đây này, hai sợi này các bác nhìn thấy không, rõ không? Đấy, đây bao đẹp cho các bác luôn, lưới ánh tím nhá, hàng bao đẹp bao chất luôn. Riêng dòng lưới này nhá, cho các bác đánh gà nhá, đánh chích cổ nhá, thì quá là chất lượng luôn. Bác nào cần cái sản phẩm lưới bẫy chim đêm cứ liên hệ em. Số điện thoại thì em sẽ để bên dưới video cho các bác chủ động liên hệ. Bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em. Xin cảm ơn các bác, xin chào toàn thể các bạn. Hẹn các bác video lần sau.